iPad, mà loa HomePod cũng có thể thành cục gạch. Vừa qua, trên nhiều diễn đàn công nghệ như Reddit, MacRumors hay Apple Support, nhiều người dùng đã phản ánh chiếc HomePod của họ không còn hoạt động sau khi cập nhật lên phiên bản phần mềm Audius 13.2. Được biết, Audius 13.2 là bản cập nhật mới nhất của Apple dành cho loa HomePod, song song với iOS 13.2 và iPadOS 13.2 dành cho iPhone và iPad, với các tính năng như nâng cấp nhận diện giọng nói, hẹn giờ, hỗ trợ dành tay. Tuy nhiên, người dùng công nghệ trên thế giới nhanh chóng phát hiện ra rằng bản cập nhật này có thể khiến chiếc loa HomePod của họ thành cục gạch. Đúng nghĩa nếu như tiến hành reset thiết bị sau khi nâng cấp thành công, được ra mắt vào tháng 2 năm 2018, loa thông minh HomePod của Apple mặc dù có chất âm tốt, kết nối nhanh, song đã không tạo được thành công như công ty mong đợi do kém xa các sản phẩm loa thông minh khác trên thị trường như Google Home, Amazon cho, sau khi xảy ra sự cố biến HomePod thành cục gạch. Một số người dùng thừa nhận họ khá thất vọng với trải nghiệm mà sản phẩm mang lại. Đáng chú ý hơn, có người dùng phép so sánh rằng họ từng chứng kiến những chiếc loa sống thọ được hơn 30 năm từ thời ông bà để lại, nhưng không biết liệu loa của Apple có thể tồn tại được bao lâu.